Xin chào các bạn. Với cuộc chiến tranh năm 2022 đang diễn ra, tình hình lãnh thổ Ukraine hiện nay đã có nhiều biến chuyển khi quân đội Nga cùng các lực lượng ly khai thân Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát từ 7% trước cuộc chiến lên tới 20% diện tích Ukraine và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chủ yếu các vùng này nằm tại phần đông nam Ukraine. Trong khi đó, tại các vùng lãnh thổ phía tây Ukraine, mặc dù không có tuyên bố chính thức, nhưng các nước láng giềng Hungary và Ba Lan đều mang những tham vọng về chủ quyền tại đây, dù ít hay nhiều. Bởi chỉ trước chiến tranh thế giới thứ hai, các vùng đất này đã từng thuộc Hungary, Ba Lan và sắc dân tôn giáo tại đây vẫn có mối quan hệ chặt chẽ với hai quốc gia này. Và dù Hungary và Ba Lan đều là các quốc gia thuộc EU và NATO, được mô tả theo các giá trị dân chủ, tự do phương Tây và sẽ không động vào một tấc đất chủ quyền của Ukraine. Nhưng tiến trình lịch sử Hungary, Ba Lan hay Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới luôn luôn thay đổi, có thể tốt lên hoặc xấu đi. Và những đường biên giới hiện nay đều dựa vào những bản hiệp ước, hiệp định sau những biến cố chính trị lớn. Và chiến tranh là một điển hình. Trong tiến trình lịch sử ấy, Ba Lan đã từng có chiến tranh, thậm chí bán đứng Ukraine. Chính vì vậy, dù rằng giờ đây Ba Lan là một trong những thành viên NATO ủng hộ hết mức cho Ukraine, nhưng lợi ích quốc gia dân tộc mới là trên hết, trước hết, và chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Trong video hôm nay, chúng ta cùng điểm lại Ba Lan đã từng bán đứng Ukraine như thế nào nhé. Sau Thế chiến thứ nhất, từ năm 1914 đến năm 1918, châu Âu có sự biến đổi lớn khi đế quốc Đức sụp đổ, trong khi đế quốc Áo, Hung, đế quốc Nga và đế quốc Ottoman tan rã thành nhiều mảnh nhỏ. Từ đó, nhiều quốc gia mới được hình thành và cũng nhiều cựu quốc gia được tái lập. Trong đó có Ba Lan, vương quốc huy hoàng khai sinh trong thế kỷ 11, sau đó phát triển thành một đế chế hùng mạnh với liên bang Ba Lan, Lithuania trong suốt thế kỷ 15, 16, 17, 18. Đến cuối thế kỷ 18, Ba Lan, Lithuania bị đế quốc Phổ, Đức, đế quốc Áo, Áo Hung và đế quốc Nga xâu xé và biến mất khỏi bản đồ thế giới. Vùng lõi của vương quốc Ba Lan lúc bấy giờ là Đại Công quốc Warsaw, với kinh đô Warsaw nằm trong tầm kiểm soát của Phổ. Đến đầu thế kỷ 19, lại rơi vào tay Pháp khi Hoàng đế Napoleon Bonaparte chinh phục lục địa châu Âu. Nhưng sau thất bại của Napoleon Bonaparte trước đế quốc Nga, Đại Công quốc Warsaw rơi vào tầm kiểm soát của các xa hoàng trong 100 năm sau đó. Mãi đến đầu thế kỷ 20, với sự sụp đổ của đế quốc Nga trong Thế chiến thứ nhất, Đại Công quốc Warsaw mới được độc lập trở lại. Vào thời điểm đế quốc Nga sụp đổ trong cách mạng tháng 3 rồi cách mạng tháng 10 tại Nga năm 1917, những người cộng sản Bolshevik lập ra nước Nga Xô Viết để rút nước Nga ra khỏi Thế chiến thứ nhất và tập trung tiêu diệt lực lượng Bạch vệ và Bảo hoàng trong nội chiến Nga. Những người cộng sản Bolshevik chấp nhận ký kết hiệp ước hòa bình với đế quốc Đức, đối thủ của đế quốc Nga tại mặt trận phía đông trong Thế chiến thứ nhất. Hòa ước Đức-Nga được ký kết giữa hai nước ngày 3 tháng 3 năm 1918 tại Brest-Litovsk. Vì vậy, nó còn được gọi là Hòa ước Brest-Litovsk. Hòa ước này chứng kiến những điều khoản cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả những nhà đàm phán Đức cũng bị sốc. Chỉ riêng tại châu Âu, nước Nga Xô Viết chấp nhận mất gần 30% lãnh thổ Nga ở châu Âu, bao gồm phần đất các nước vùng Baltic là Estonia, Latvia, Litva, gần như toàn bộ phần lãnh thổ Belarus và Ukraine hiện nay. Nga mất ảnh hưởng hoàn toàn với Đại Công quốc Warsaw và chấp nhận Phần Lan độc lập. Đây chỉ là điều khoản về lãnh thổ ở châu Âu. Ngoài ra, nước Nga Xô Viết còn chưa mất thêm lãnh thổ cho Ottoman và bồi thường chiến phí. Nội dung của bản hiệp ước nặng nề nhất nước Nga từng phải ký này xin được hẹn các bạn trong video tiếp theo. Quay trở lại với những vùng lãnh thổ kể trên, sau khi nước Nga Xô Viết đồng ý nhượng lãnh thổ, đế quốc Đức kiểm soát hoàn toàn các vùng đất tại đây khi sáp nhập trực tiếp vào lãnh thổ Đức hoặc tổ chức các chính phủ thần Đức tại Ba Lan, các nước Baltic và Ukraine. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, vào tháng 11 năm 1918, Đức thất trận hoàn toàn trong Thế chiến thứ nhất, dẫn tới sự sụp đổ của đế quốc Đức và cả đế quốc Áo, Hung, làm khu vực này có sự chuyển biến lớn. Các vùng đất tại Ba Lan, Baltic hay Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Đức, trong khi đế quốc Áo, Hung tan vỡ thành một loạt các quốc gia nhỏ như Áo, Hungary hay Tiệp Khắc, dẫn tới sự hỗn loạn trong khu vực. Mâu thuẫn chính trị xã hội sắc dần dẫn tới tranh chấp lãnh thổ với nhau và với cả nước Nga. Trong đó, Ba Lan với sự lãnh đạo của Józef Piłsudski là đất nước tái lập mạnh mẽ nhất với ý niệm về đế chế huy hoàng Ba Lan-Lithuania từng tồn tại.
từ năm 1919 đến năm 1921, Józef Piłsudski chỉ huy các lực lượng Ba Lan trong 6 cuộc chiến tranh xác định lại biên giới của đất nước. Gần như Ba Lan xung đột với hầu hết các nước láng giềng, đặc biệt là Ukraine và Nga. Chiến tranh Ba Lan-Ukraine nổ ra từ tháng 11 năm 1918 đến tháng 7 năm 1919 giữa Cộng hòa Ba Lan với các lực lượng Ukraine, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraine và Cộng hòa Nhân dân Ukraine. Trước các tranh chấp hậu Thế chiến thứ nhất, các nước đế quốc thắng trận cũng chia rẽ khi Ý, Anh phản đối có mức độ đối với sự bành trướng của Ba Lan vì nó vi phạm nguyên tắc dân tộc tự quyết được đề cao trong các bản hiệp ước Thế chiến thứ nhất. Trường hợp tiêu biểu nhất là trường hợp phân mảnh Áo, Hung theo dân tộc. Trong khi đó, Pháp Nhất Quán ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Ba Lan đối với các vùng lãnh thổ Đức, Litva và Ukraine tuyên bố chủ quyền. Bởi người Pháp hy vọng một nước Ba Lan rộng lớn, hùng mạnh sẽ làm đối trọng với Đức ở phía Đông. Cuối cùng, tất cả phải dựa trên thực địa chiến trường. Kết quả, đến giữa năm 1919, Ba Lan thắng thế, chiếm được và tuyên bố chủ quyền với hầu hết vùng Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraine. Trong khi đó, nội bộ Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraine lúc này đã được hợp nhất vào Cộng hòa Nhân dân Ukraine với tư cách là một vùng tự trị. Sau khi Ba Lan kiểm soát được Tây Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Ukraine quyết định sẽ chấp nhận trao đổi lãnh thổ này cho Ba Lan, đổi lại một liên minh Ukraine với Ba Lan để chống lại nước Nga Xô Viết. Bởi khi đó, sức ép từ Nga là rất lớn, khi những người Bolshevik đã thắng thế trước Bạch Vệ và với sự sụp đổ của đế quốc Đức. Nước Nga Xô Viết cũng tuyên bố hòa ước Brest-Litov vô hiệu lực và Xô Viết Nga sẽ thu hồi các vùng lãnh thổ này. Vì vậy, chiến tranh giữa Ba Lan-Ukraine chấm dứt vào tháng 7 năm 1919. Đến tháng 4 năm 1920, hai nước ký hiệp ước Warsawa hình thành liên minh kinh tế quân sự giữa Ba Lan và Ukraine chống lại nước Nga Xô Viết. Diễn ra song song với chiến tranh Ba Lan-Ukraine năm 1918-1919, là cuộc chiến tranh Ba Lan Xô Viết Nga 1918-1921. Với sự tranh chấp lãnh thổ sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc và đế quốc Đức sụp đổ. Tuy nhiên, thời gian đầu, trong khi Hồng quân Nga còn phải đối kháng với Bạch vệ Nga trong nội chiến thì quân đội Ba Lan đã nhanh chóng đẩy về phía đông, chiếm được hầu hết Lithuania, Belarus và phần phía tây Ukraine. Cộng hòa Nhân dân Ukraine bị kẹp giữa Ba Lan và Xô Viết Nga. Cuối cùng, chịu nhượng đất và liên minh với Ba Lan để chống Xô Viết Nga với Hiệp ước Warsaw tháng 4 năm 1920. Nhưng thời gian này, với sự thắng thế của Hồng quân Nga trong nội chiến Nga, từ tháng 6 năm 1920, nước Nga Xô Viết đã phản công chấp nhoáng. Cùng với các lực lượng Xô Viết Ukraine tại Kharkov, Hồng quân Nga tiến đánh Kiev và đẩy lùi liên minh Ba Lan-Ukraine đến tận thủ đô Warsaw. Trước sức tấn công của Hồng quân Nga, Warsaw sụp đổ dường như là điều chắc chắn. Nhưng vào giữa tháng 8, tình thế chuyển biến lớn sau khi Józef Piłsudski cùng quân đội Ba Lan đã được chiến thắng bất ngờ và mang tính quyết định trong trận Warsaw tháng 8 năm 1920. Nước Nga Xô Viết sau đó yêu cầu đàm phán hòa bình và hai bên đình chiến vào tháng 10 năm 1920. Đến tháng 3 năm 1921, giữa Ba Lan, Nga Xô Viết chấm dứt chiến tranh với Hiệp ước Riga, phân chia các vùng lãnh thổ tranh chấp. Biên giới Liên Xô, Ba Lan được thiết lập bởi hiệp ước có hiệu lực cho đến Thế chiến thứ hai. Tại Ukraine, người đồng minh chỉ một năm trước đó với Ba Lan là Cộng hòa Nhân dân Ukraine bị Ba Lan bán đứng trắng trợn khi Ba Lan công nhận hai nước Cộng hòa Xô Viết Ukraine và Cộng hòa Xô Viết Belarusian. Ukraine được chia làm hai, một phần lãnh thổ cho Ba Lan, phần lớn Tây Ukraine và phần còn lại là Cộng hòa Xô Viết Ukraine. Hiệp ước Warsaw giữa Ba Lan và Cộng hòa Nhân dân Ukraine trước đó bị vô hiệu hóa. Cộng hòa Nhân dân Ukraine giải tán. Thậm chí, các thành viên của Cộng hòa Nhân dân Ukraine liên minh với Ba Lan chiến đấu trong liên minh chống lại Xô Viết Nga đã bị chính quyền Ba Lan bắt giam. Như vậy, rõ ràng quan hệ quốc tế là một mối quan hệ rất phức tạp, mà ở đó lợi ích quốc gia là trên hết. Kẻ thù của ngày hôm qua có thể trở thành đồng minh ngày hôm nay và lại biến thành kẻ thù ở ngày mai. Điều này đã từng xảy ra trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Và nói một cách thật sự khách quan, Ba Lan là một trong số ít nước đã được rất nhiều mục đích và lợi ích trong cuộc chiến tranh ở Ukraine ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu các bạn cảm thấy thông tin ngày hôm nay thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh nhé!
Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.